Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV của Tùng nha. Tùng đang ở trên bè à, phía bên đây thì anh hai Tùng đang đóng lưới cả nhà, cố gắng hoàn thành tay lưới ra kịp con nước. Mai nó xong không anh hai? Xong à, anh hai đang đếm nha. Tùng hỏi ra nhiều khi hay quên, tại vì mình đóng là mình phải đếm bao nhiêu mặt lưới à, đóng nó mới đều. Anh hai nói ngày mai nó có thể xong tay lưới này đem xuống mình thả anh bắt cá. Đây là lưới lưới thưa một màn à, 1 tấc 3, lỗ lưới bự lắm này. Đó, lỗ lưới banh ra bởi vì này bắt cá bự không. Để mình qua mình coi chị hai làm gì. Hello chị hai. Đi cùng kinh các bạn. Chị hai đang nấu mì cả nhà. Ấy, có salad giá hè nè. Salad. Cũng ngon. Có gì nữa vậy? Nó cháo hả vậy? Ủa. Nước mì cháo. Ủa, nó nước mì thấy bọt chứ vậy? Có mật chứ tao. Ôi trời ơi, trời ơi. Biết dữ vậy. Rồi xong luôn. Tô mì này chừng 50 ngàn. Trời ơi, tôm xong. Dưới đây khô mực hả? Khô mực. Quá dữ rồi. Này mình sáng ăn khoai rồi chứ hả? Sáng ăn khoai chiều mực chứ. Cái này mình khoái ăn sang. Nhưng mà mình sáng ăn sang xong rồi đầu sáng mình ăn khoai thôi. Quá đã cả nhà. Bữa nay á anh hai mình không ăn mì, ăn cơm rồi. Giờ có hai tô mì này của hai chị em mình nè cả nhà. Quá trời đã rồi. Nhìn tô mì này còn hơn ở trong nhà hàng đó chị hai ơi. Hên dữ vậy ta. Bữa nay hey, bữa nay vào lô tô ăn cái gì mà sao mì không tôm như... Mới nói Thiên Nguyễn thua 20 là chắc Thiên chị hai. Thiên Nguyễn thua 20 chút giang nha. Ủa vậy hả? Trời phải chị hai ăn được 20 ngàn nó bù vô tiền mì đó. Được 20 ngàn là mua mì để ủa mua tôm để vô mì rồi. Cái tôm này ở nhà còn có sẵn rồi nha. Rồi, tụi mày có nhà ăn mì với chị em mình nha. Ăn xong rồi chị em mình đi kéo lưới. Thôi chị hai gấp con tôm mời cả nhà cái đi. Mời cả nhà mình ăn con tôm nha. Tôm sú không thôi đó. Vô. Tôm nhảy dữ rồi ta. Tôm nó nhảy. Rồi. Rồi. Thôi. Ngon quá cả nhà ơi. Mời chị hai xong rồi giờ tới mình ăn cả nhà. Lấy đũa. Lấy muỗng. Dạ rồi. Quá trời ngon. Thôi chị hai mời tôm mời Tùng mời cái nha. Miếng mực đi. Đây là khô mực. Cái đũa này gấp nó ruột hoài ta. Tùng mời cả nhà ăn miếng mực với Thảo với Tùng nha. Ngọt quá. Ăn mì cả nhà. Ăn mì lấy sức đi. Chút xíu chị hai, anh chị hai mà dính cá bự rồi có sức đặng la. Tới giờ đi cuốn lưới rồi cả nhà. Tụi mời cả nhà đi bắt cá với anh chị hai Tùng nha. Giờ này khoảng 11 giờ đêm rồi. Nói là chạy đi cuốn lưới nhưng mà thật sự anh em mình chỉ là chạy từ cái vách bè trong ra vách bè ngoài, tại vì tay lưới hôm nay anh hai mình bủa gần bè, bủa ngay bến nhà luôn nè. Từ bè mình cái đầu mình bủa ngang ra ngoài sông phía trong bờ nên cạn hơn, nên anh hai mình thâu dây phao lại, thâu bớt lại.
cái đường bị phải đi hai. Là lưới đi lên hoài trời dính là lớn hồng không yeah. Dính ta lớn hồng không á đi lên hoài á nhiều nắm dưới đây nè chưa có con gì mới lên đầu lưới mà nè nè cốc 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 đó 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 vậy dữ rồi nó bự lên lòng ơi con cắm nữa kìa con mặt em đầu bữa đậu dưới mà trời ơi tới này dữ trời đó giờ phải dính bọc hai trời lên luôn rồi cái này tự dưới bọc rồi nó nặng nó trời ơi đó cốc cây ăn tôm á giống con tôm á lộp vậy ơi đó con tôm với cây cây đó mà kéo kẹ chạy chút xíu nữa là nó vụt ha rồi lúc đó ha thấy cái cạn cầu quơ quơ mà ở đây có phức cái bè ghè phức cái bè ghè sai cái kèn mạnh tí vụt cái mùi tôm còn ở đó là tôm hạng nhất luôn rồi chắc ba chắc quá trời con tôm rồi hay gặp không giáp không gặp thấy không đây là một trong những con tôm bự nhất mà anh em mình đi văng lưới dính được nè hồi đó giờ dính tôm càng không có con nào bự cỡ này đâu cái gì đúng không lấy gan mua gan mới mốt mình giao lực với đó cả nhà nó kẹp nữa liệu không vậy à ơi trời ơi dễ gì vậy đẹp hồi mỗi càng cũng nhảy ra hả? Nãy hồi nãy người ta nói con tôm mày nó khúc cái cây giờ nó dở lên còn nó khúc cây dục xuống như vậy. Hên là con tôm nó không có bún nó đi. Con tôm đó mà nó bún nó vụt một cái thì mềm xương. Một bắt bự hơn. Được một con sủ vàng. Sủ vàng. Được. Yeah.
có gì chị xỉ lưới ra, xỉ lưới chẳng hạn chị ha. Cái này thì lưới, cái vừa lưới chẳng hạn. Có gì đó? Gì đó? Đứt rồi. Đứt rồi. Giờ bó lông giả. Ô! Là leo nồi 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 không hẳn thế này. Trời ơi, gỡ gỡ bọc cũng tranh thủ được nữa. Đừng vô cá bự hay gì vui tranh thủ ha. Nghề nghiệp. Nghề của chàng ạ. Tính ra mình bổ kiểu này là hứng thứ bọc giùm chị ba rồi ta. Ừ. Đúng không? Hai nói sợ chịu anh ba anh bổ dính bọc nên chặn đầu trên. Văng chặn đầu trên. Ừ. Rồi đây em gu anh hai. Biết. Cái gì? Cây cái gì đây nè. Gì á? Trời đầu lưới làm được. Hai cái cốc ngon quá. Cái góc lần này kéo gỡ nó chìm xuống nữa. Hết sức bự không? Chuều. Nhỏ quá mà nó xìu rồi. Trời, ủi nãy giờ cũng nhiều rồi. Có cá ăn bù tiền dầu chứ. Trời, cá gì ạ? Trò. Hấp trò bự rồi nha. Hết sức hấp trò bự rồi nha. Kiếm cá sủ cuối lưới rồi, có cú chót đi. Hết lưới rồi cả nhà ơi. Nay ra khúc ngoài không có hết trơn. Đầu trong vậy mà có lý ha. Ừ. Cóc, tôm kèn, sủ. Hình như nước chảy mạnh quá, cá nó dạt vô trong. Ngày lắm cái này kéo lên kìa. Dục mẹ lên chứ không biết. Dục cho được đó chưa hết. Chưa có hết. Điều. Tôi kéo lên mới gỡ được. Chọn sâu chứ. Nhà đưa em. Cốc hả? Vậy giờ sao kéo không gịch rồi sao kéo buông ra coi.
thì gỡ từ từ lại. Kéo dài ra sao hay kéo lên xuống. Chưa, nắm cái đi, nắm cái nha. Này sầu đâu ha? Đâu phải. Sầu đâu chứ hơi cốc. Đâu phải sầu đâu. Cái gì? Không phải sầu đâu. Sầu đâu? Đâu, đâu phải lá, đâu phải lá sầu đâu. Thôi kéo đi. Cũng dài dài nè ha. Cái gì? Hết lưới luôn hay vậy? Cần hết rồi. Nổi vậy phao rồi. Nổi phao lên nè. Còn gì? Đó đó đó, gì dữ vậy? Cái gì cho tim mày biết. Wow. Trời ơi, hai tim. Tim lên bự. Kìa. Ê, con gì bự lắm. Cái sủ vậy. Con gì bự lắm. Sủ. Đó, cuối lưới vậy ơi, được. Wow. Quá mừng. Ừ, bà cậu cho con cá cua lưới nha. Nổi gì thao rồi. Sủ đực luôn, vô lội luôn. Vô đâu vô. Kiếm máy. Kệ cũng được. Trời ơi, nãy giờ im gú bà gù. Thấy lên đóng bọc cái hai em lụm cho dễ. Tôi xíu nữa bay xong luôn. Vô. Trời ơi, cua lưới coi nè. Đó. Nè, cái bụng nó dày hơn cái nha. Đó, kêu. Cái su đực nó hay kêu lắm, cái su cá không có kêu. An ổi khúc chót. An ổi khúc chót, rõ ràng. Rồi anh em con cảm ơn bà cậu. Ôi ơi, nhưng mà cậu hộ độ chứ nãy giờ là héo hon ruột chân á. Héo ruột, héo gan. Ôi ôi, lên tím nhìn rồi, em thấy có hy vọng rồi, có triển vọng rồi. Đây nè cả nhà, cộng dĩ phao mình lên rồi. Hết lưới rồi, không còn bao nhiêu mét lưới nữa trơn á là hết trơn luôn rồi. Quá đã. Ánh sáng cuối đường hầm ha. Thấy rồi. Bữa nay là lỗ tiền dầu rồi. Lỗ tô mì tôm rồi. Nãy tô mì tôm quá thịnh soạn. À tính ra bữa nay mình làm được cũng 3 con cá sủ nha, mà tùy con này trọng trọng hai kia chút xíu à. Hai con kia tổng ký nữa cũng được ha. Còn ký nữa là thấy bữa nay thành công mỹ mãn rồi. Rồi, khúc này không có miếng lưới nữa, lấy gì dính. Rồi, vô dây không à. Lên chút đó neo luôn rồi cả nhà ơi. Khúc này hôm nay tề mà nó có lọt với nằm đầu dưới không lấy gì tề. Cái mẹ nó lòi lên đầu trên nè. Rồi, hết lưới. Rất là may mắn, cuối lưới anh em mình được bà cậu hậu đãi một con cá sú đực. Con này á, tầm ký 7 á anh hai. Rồi. Ký 7, ký 8 không ít đâu. Nó chơi bữa này ít cá. Cá này còn mạnh quá. Cái mè giống nhí đó. Dạ rồi. Để chạy luôn cái còi. Tới nhà rồi, mình về tới bè rồi cả nhà ơi. Bạn ơi dễ gì tới chứ hai, về cỏ này nó đâu có vô được. Đồng đội giờ này chưa ngủ nữa kìa. Đồng đội thấy tàu bộ lưới ngủ cũng đâu được không ngon. Chuyện thấy tàu bộ lưới ngủ đâu không ngon. Má bọn ngày bà cháu còn bị sóng nước cuốn loạn hồng. Bơi lại nó sừng tính nó sừng lại. Nhỏ làm cái dù của cái làm cái chéo tới lưng có lưng. Hai con cóc, ba chó, một tôm.
đỡ hơn ông chưa? Con số đực. Còn bây giờ mình cầm nó được mà. Chị hai. Ừ. Cầm nói chung đi. Là đi để em coi trong đục trước đi. Ừ. Đục mình được con nóc như nên càng. Cái gì? Ừ. Ủa, cái chậu ở giữa sông á. Trong này thì mình cốc á. Cái cốc thì mình để trong đây ha anh hai. Ừ. Cái cốc á thì mình ở đây có sủ nè. Cái này cái cốc này em. À, đây là cái cốc này, cái cốc này đầu tiên. Cốc thứ hai. Dạ, cốc thứ hai. Chứ đây của con tôm càng bự nữa ha. Đâu rồi? Đây cái này thằng đèn này chứ hai cha đi ướt, ba đi ướt. Ủa, không cho ướt luôn. Ướt nhẹp rồi còn gì nữa. À, càng nè, càng khủng nè. Ừ, được con càng khủng rồi nè. Càng khủng. Dạ, dạ. Rồi. Dạ lên trong lòng con tôm càng khủng hai cái càng kìa. Thôi thôi càng vòng thấy biết cờ tôm gì lớn hả? Được rồi, thì mình được hai cái cốc với con tôm. Cái này cái này mình được hai cái sủ nhỏ với con cá học trò nữa. Rồi sắp đó đi, em cầm cái sủ này cho lên mình cân cái coi. Còn mấy cái sủ kia đâu? Còn con cái sủ nhỏ đó. Không, hai cái sủ đó. Hai con. Là ba con. Đây con nữa nè. Cầm rồi. Con cá sát bỏ lại ha. Cái sát nào cầm tại đâu cái cầm. Cái sát gì hai cầm đi. Cái sát bự rồi ơi. Con bự cầm hết trơn. Đâu, cắn đâu. Ăn đó. Nó đón mới được. Cái gì? Đón mới được. Ê, ê, cái này nằm trong máu hay gì rồi. Mới kêu đón mới chịu. Mới chịu cân. À, giờ đón nhiêu nè. Anh Lộc. Chơi không? Chơi mini game không? Đón đi. Nè. Đâu có cầm đâu. Bây giờ em cầm thôi. Không. Sủ này bự nha. Rồi, cân lên nha. Cầm chi? Không cần chi cầm. Giờ không cá thôi chứ cầm chi. Đúng rồi, giờ thôi để cái này nè. Đó. Giờ. Mỗi người mình đón cho một số cho vui nè. 2 kg 2. Rồi nghĩ là 2 kg 2 nè. Nè. Anh Lộc nghe không? Đón cho vui thôi à. Trước khi đi ngủ. Nhìn tỉ dữ ta. Ok ok. Trên 2 kg 2. Rồi chị 2 nhiêu? 2 kg. 2 kg. Anh 2 nhiêu? Ký 8. Ký 8 hả? Em ký 9. Rồi vậy đi. Anh 2 chắc thắng rồi. Thường này em đón chắc ký 8. Nhưng mà em đón kẻ này thôi. Ê lấy con cá sủ ra chị. Cái xác kìa đang vàng. Ủa lấy cá xác kìa. Ai. Ký 8 mấy, ký 8 50. Đúng, đúng đó. Ký 8 50 luôn. Đó, 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 đó là bé đó. Em với anh Hai Què nha. Thôi cũng được anh ơi. Được cú lưới luôn, được cá sấu bự. Được rồi, thì cú lưới mà cậu đãi anh em mình được cá sấu bự anh ơi. Kêu là đỡ thiệt hại lấy tiền giàu thôi chứ cũng không có lời gì nhiều. Hôm nay ủi nhiều quá chừng. Được rồi, giờ Tùng kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Cùng với anh chị Hai, hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Anh Lộc về ngủ được đó, nãy giờ chưa anh đồng đội chưa về chưa ngủ được đúng không?